Đầu trâu cầm ngọn roi mây nằm ngang trong tay, đắn đo từng bước trên bãi đất, đi vòng quanh người nằm đấy, kiểm soát lại bằng mắt những mối dây buộc vào cọc. Đó là một việc làm gần như vô ích vì từ khi đầu trâu nhận lãnh công việc đánh người, chưa bao giờ xảy ra vụ sút dây trói. Không khí thật căng thẳng trong sự chờ đợi. Phạm nhân hồi hộp, não cân căng thẳng quá, nên mọi người thấy anh ta nhắm mắt lại và hai hàm răng nghiến hẳn lên sau làn da má. Như anh ta đang nhai gì trong miệng, sự sợ hãi hay sự thống khổ, nhục nhã chẳng hạn. Một tiếng quát vang lên của đầu trâu khiến mọi người kinh hãi. Úp mặt xuống đất, thằng kia! Phạm nhân lập tức gục trán, chống xuống đất, đưa miệng và mũi hơi cao hơn mặt đất để thở. Anh ta chỉ kịp thoáng nghĩ, thôi, thế là chết. Rồi nhăn rút mặt lại, chuẩn bị một sự chịu đựng phi thường. Nhưng đầu trâu vẫn chưa múa roi, y còn vờn chung quanh phạm nhân với những mục đích khác nhau. Thứ nhất, về phương diện tâm lý, nếu y đánh ngay, thần kinh hệ phạm nhân đỡ bị căng thẳng và cả những người chứng kiến cũng bớt khiếp hãi hồi hộp. Mối nguy hiểm sắp sửa tới, ta kinh sợ nhưng khi tới rồi, sự sợ hãi giảm đi và ta sẵn sàng chịu đựng. Thứ hai, y nghiên cứu đặt những gọn roi vào vị trí nào trên cơ thể, đánh làm sao cho đẹp và phạm nhân thấm đòn. Đột nhiên mấy tiếng vút vút rít lên trong làn gió lạnh, khiến mọi người rùng mình. Vài tù nhân quá nhát sợ nhắm cả mắt lại, như chính mình đang bị đòn. Người nằm dưới đất hơi quằn quại, một vài thớ thịt trên lưng, trên mông nổi lên lặn xuống. Toàn đã được những tù nhân có kinh nghiệm truyền cho một bí quyết chịu đòn. Khi bị đòn, phải cố gắng bắt tâm trí, nghĩ đến những chuyện vui sướng đã qua, dồn hết tâm trí vào những chuyện đó, mặc cho xác thân bị hành hạ. Như thế hiệu lực của ngọn roi sẽ giảm đi rất nhiều. 125 cũng biết bí truyền ấy. Vậy mà khi chưa một ngọn roi nào chạm vào da, bắp thịt anh đã chuyển động gồng lên như đang chịu đòn. Cho hay, từ lý thuyết đến thực hành biết bao khó khăn công sức, khác chi đang ăn theo khẩu phần C, làm thế nào để được cải sang khẩu phần B vậy? Nhìn người bạn tù cùng toán nằm trên mặt đất không mảnh vải trên người, tứ chi bị trói vào cọc ở bốn góc, mường tượng như con chó sắp bị đưa ra làm thịt. Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tưởng đang sống dưới thời phong kiến mấy trăm năm về trước. Không biết vì xấu hổ hay thương xót cho số phận con người dưới chế độ phi nhân, anh lại ứa nước mắt, phải cúi mặt xuống đưa tay quệt thật nhanh. Vì ứa nước mắt như thế là không tiến bộ, là vi phạm quan điểm của nhân dân, là đồng lõa với kẻ phạm tội. May quá, không có ai thấy trước khi mắt anh đã ráo hoảng. Đét! 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 4-5 đường roi mây quật tới tấp lên mình tội phạm. Giữa lúc bất ngờ nhất, cây roi xiết vào trong không khí lạnh, bật ra những tiếng veo véo. Tức thì thân thể phạm nhân nảy lên như nằm trên tấm nệm lò xo. Rồi những tiếng đen đét như mưa rào tháng tư vụt xuống, khoảng bên dưới thắt lưng và trên hai mông đít. Người nằm dưới đất bật lên khóc ai oán. Trời đất ơi! Cha mẹ ơi! Đầu trâu ngừng tay roi thốt giận dữ như một ông tướng bị lính xúc phạm đến danh dự. Câm mồm! Trừ 5 roi! Trừ 5 roi có nghĩa là 5 roi vừa đánh không tính, phải đánh lại. Khi đó đầu trâu đã đánh được 15 roi rồi. Như kể chỉ còn 10 roi, như vậy còn 40 roi nữa. Phạm nhân úp mặt xuống đất nức nở như muốn than van với đất nỗi đau đớn đang phải chịu. Nhưng đất dày quá lại không có tai không nghe. Đầu trâu chú ý nhìn những vết roi đang thành hình trên mông phạm nhân. Vừa rồi, vết roi mới bầm, lúc nãy đã sẫm lại vì máu đã rướm ra. Đã đến lúc đầu trâu vào bài, vì y đánh có bài. Y lùi lại một bước, nhắc tay roi lên và vụt xuống. Nhưng y tính sao cho khoảng roi chạm vào da thịt không dài quá 15 phân. Để bao nhiêu sức mạnh của bắp thịt cánh tay chỉ dồn vào một diện tích tối thiểu. Như thế, sự đau đớn gây ra cho kẻ bị đánh sẽ gấp bội. Nhưng chưa phải quá thế mà thôi. Đúng lúc đầu roi song mật vừa quất vào da thịt phạm nhân, thì y vặn cổ tay cầm roi một cái, đồng thời giật mạnh theo chiều dài của ngọn roi với một kỹ thuật lạ lùng. Tức thì làn da của phạm nhân bị bứt lên từng mảnh hoặc bị xé như cứa bằng dao.
Đến roi thứ 30, máu ở hai bên mông đít đã chan hòa. Trên cơ thể của phạm nhân, hai mông đít là bộ phận nhiều thịt nhất, đã bị tơi tả rách nát. Phạm nhân chỉ còn rên hừ hừ, ngay cả lúc đầu trâu ngừng tay roi. Đám tù vây quanh thấy phạm nhân thở rất gấp, bụng y phồng lên xẹp xuống rất mạnh, nhưng ít nhất rõ được thâm ý ác độc của đầu trâu. Hậu quả của vụ trừng phạt này còn tác động lâu dài rất nguy hiểm đến đời sống của phạm nhân sau này. Lúc bị đánh đau quá, khí lực trong người vận dụng lên hết để chịu đựng, rồi thoát ra bên ngoài theo hơi thở, theo lỗ chân lông. Đến lúc hít vào thì hít phải hơi đất, có chất hàn. Chất hàn đó liếm vào trong cơ thể, vào lục phủ ngũ tạng, rồi gây nên nhiều ác chứng về sau. Hơn thế nữa, luôn luôn tù nhân bị đòn, vì phạm lỗi nặng phải giam trong xà lim, cùm hai chân. Đít và lưng bị rách nát, tù nhân đau không thể nằm ngửa, nằm nghiêng, mà phải nằm sấp. Trong lúc cơ thể suy nhược, hơi đất liếm vào phủ tạng, nên tù nhân bị chướng, mất mạng như bỡn. Cây roi trong tay đầu trâu lại vun vút trong gió lạnh, liền một hơi đến chục lần. Phạm nhân luôn miệng hứ hứ, như đang bị bào thịt rách ra, rồi nằm ngay đơ, hệt như ngủ say. Mặt anh ta nghiêng về một bên, một số tù nhân thấy hai đường máu đỏ quặt từ hai lỗ mũi nạn nhân bò ra, và bên mép sát đất cũng rỉ máu tươi. Đầu trâu đánh cách nào mà tuy chỉ đánh trên lưng và mông đít, máu phạm nhân lại ứa ra đằng miệng đằng mũi. Những người chưa thấy lần nào run lên cầm cập, một số toát mồ hôi đầm mình, còn một số giấu mặt bật lên khóc nức nở như con nít. Họ không thể giữ sự thương tâm ở trong lòng lâu hơn nữa. Lấy một gáo nước lạnh. Tội nhân đã chết giấc, phải dùng nước lạnh làm cho tỉnh lại, đặng còn chịu đòn tiếp. Đánh một người đã chết ngất khác gì đánh vào thây ma, mà thây ma còn biết gì đau đớn. Nếu tiếp tục, đòn phạt sẽ vô hình chung, trở nên vô dụng, phí công. Đầu trâu thong thả nghiêng gáo nước lạnh, cho chảy thành một dòng nước nhỏ vào giữa mặt tội nhân, rồi đưa lần xuống phía dưới, cho chảy trên lưng và mông đít. Gặp gió lạnh, máu đã đông lại từng mảng trên mông, giờ gặp nước bong ra và trôi xuống đất, để lộ những mảng thịt bầy nhầy nát bấy. Bấy giờ mọi người mới thấy rõ đầu trâu đã luyện khoa đánh đòn đến mức tinh vi tuyệt đỉnh. Ngọn roi sau đè lên ngọn roi trước, không sai mảy may, khiến da thịt rách tung như thế. Có tù nhân quá khiếp sợ đòn của đầu trâu phê bình rằng, đầu trâu quen tay quen bài đến mức có thể nhắm mắt cũng không chật một ngọn roi ra ngoài vết roi trước, nếu hắn muốn. Tội nhân chợt tỉnh bỡ ngỡ, nhìn lên trời cao vòi vọi và đỉnh núi xanh xanh phía xa xa, rồi lại não nề nhắm mắt. Sau đó vài giây anh ta bàng hoàng mở mắt, rồi chừng như tỉnh hẳn. Nhận thức được việc đang xảy ra, anh ta gào lên một tiếng trong cổ họng. Tiếng gào đó dù không có âm thanh rõ rệt, nhưng chắc chắn có ý nghĩa như một lời uất hận, một lời than thân, một lời nguyền rủa độc địa, khiến những người nghe thấy đều rùng mình khiếp hãi. Đầu trâu quắc mắt, nhe răng định quát, lại thôi. Ngọn roi song mật lại veo véo trong gió lạnh. Còn hai chục roi, đầu trâu nhắm đánh vào khoảng giữa hai mông đít, trên ba đốt xương sống cuối cùng. Chỉ thấy tội nhân nhổm đít lên thật cao rồi rơi phịch xuống, quằn quại như con rắn bị đánh dập đầu. Cuối cùng tội nhân nằm ngay đơ để chịu đựng mấy roi kết thúc. Đầu trâu lại hạ ngọn roi, bước lại trước mặt giám thị lễ phép nói, thưa đồng chí giám thị, đã đủ 50 roi. Giám thị không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, từ đầu đến cuối lạnh lùng gật đầu, được rồi. Rồi quay lại bảo đám đông, cởi trói ra cho về xà lim. Cùng với mọi người, toàn sán lại gần chỗ tội nhân và thấy đốt xương sống đã bị đánh bật xương, loài tủy ra ngoài. Trong khi mỗi người cởi một đầu dây, toàn khẽ vỗ vai người nằm đó, ra hiệu ngồi lên, nhưng anh ta vẫn nằm nguyên, vì khiến một người khác vừa đắp chiếc áo rách lên mình anh cho bớt lạnh, vừa nắm tóc mai giật cho tỉnh lại, cũng vô hiệu. Lúc đó, toàn mới thấy mồm anh ta đầy máu. Vài ba người hốt hoảng xúm lại nhấc lên, nhận ra thân thể anh đã mềm một cách khác thường, không phải cái mềm của thân người còn sống. Một người rờ vào tim tội nhân, tim đã hết đập. Một người vạch mồm để coi máu ở đâu chảy ra nhiều như vậy, khi đó mọi người mới hiểu tại sao tim anh ta hết đập. Thì ra anh ta đã nhai nát lưỡi để tự tử. Cách đó ba ngày, một buổi sáng,
Toàn xung phong theo đoàn tù đi chặt củi ở rừng. Kể từ ngày ông già tóc bạc treo cổ tự tử trong rừng bằng dây luộc, anh còn xung phong nhiều lần nữa. Mỗi lần đi làm củi, anh lại nhớ mấy người bạn đi làm lò than. Hình ảnh vụ đầu trâu đánh đòn bữa trước lại hiện ra trong óc Toàn, rõ ràng và đẫm máu. Nhất là cái kết cục thật bất ngờ đáng sợ. Anh biết chắc suốt đời không thể quên nổi. Tuy đa số tù nhân tội nghiệp cho 125, nhưng mừng thầm anh ta đã được giải thoát khỏi cảnh ô nhục. Bữa nay số người vào rừng làm củi có tới 60, tức là 12 toán 5 người, do trưởng ngành củi trong tổ sản xuất hướng dẫn và chỉ huy. Về phía ban quản trị có một giám thị và hai cảnh vệ võ trang, theo vào khu rừng xa, khoảng 15 cây số. Một khu rừng vẫn được khai thác lấy gỗ và củi lâu nay. Từ hôm nay, xảy ra vụ xung đột vì mấy thìa nước rau luộc, đưa đến kết quả một người bị đòn trừng phạt, khiến phải tự tử ngay trước mặt 600-700 đồng cảnh, và một người nằm bệnh xá điều trị trước khi phải thọ hình phạt chưa biết như thế nào. Toán của Toàn chỉ còn 2 mống. Hôm sau có gần 100 tù nhân từ các nơi đưa đến. Theo lệnh của ban quản trị, bọn này được chia ra nhiều toán. Toàn được chỉ định làm trưởng toán, coi 4 người khác trong phạm vi toán của anh. Toàn mừng thầm không phải vì trưởng toán có quyền lợi gì hơn các toán viên, nhưng ít ra đã được công nhận có hạnh kiểm tốt, tư tưởng đúng đường lối, nhà nước ấn định, có thiện chí xung phong trong mọi công tác v.v. Nhận xét tổng quát, các tù nhân mới nhập trại giam Đầm Đùn tang thương, không kém những người đã bị giam lâu ngày tại đây. Ngày nào người nấy đều bị mòn mỏi, tinh thần hoảng hốt ghẻ lở, quần áo tả tơi, mặt mày hốc hác một vẻ đặc biệt ốm đói như bất cứ tù nhân nào ở trại giam cộng sản thời đó. Trong một lúc vắng vẻ, Toàn kín đáo và thân mật hỏi một trong hai người mới nhập toán, được biết họ từ một trại giam cầm gần Thái Nguyên bị đưa về. Họ phải lẽo đẽo đi hơn 4 tuần lễ mới về đến Đầm Đùn sau khi đã rơi rớt quá nửa ở dọc đường. Một số lớn gục chết trên đường Thiên Lý, một số bị bắn chết vì mưu toan trốn, và một số rất ít còn đủ sức chạy thì trốn thoát nhờ chạy đại được vào giữa mặt trận, nơi hai bên đang rình rập nhau mà chưa được lệnh khai hỏa. Do đó lính cảnh vệ không dám nổ súng vì sợ quân viễn chinh Pháp phát giác cuộc di chuyển tù nhân. Cũng do người này, Toàn được biết thêm tình hình chiến sự vùng Trung Châu Bắc Việt đang cực kỳ gay go, nghiêm trọng, nên chính quyền cộng sản phải cho di chuyển tù nhân các nơi vào các vùng xa xôi, núi non hiểm trở trong vùng Chí Nê và Tây Bắc Thanh Hóa, v.v. Hai người tù mới nhập toán mang số 982 và 983, một người có vẻ thuộc thành phần trí thức tiểu tư sản, một người thuộc thành phần thợ thuyền lao động như thợ máy và có bàn tay 4 ngón. Khi Toàn hỏi thăm người này, thản nhiên kể lại trường hợp hy hữu, nhờ nhanh trí và gan dạ, anh ta đã thoát chết. Một bữa nọ ở Việt Bắc, sau khi phạt cây, anh ta xúc đất đổ nền, lấy chỗ dựng lều tạm trú trong rừng cho đoàn tù, đang bới đất, chợt thấy buốt đánh nhói nơi đầu ngón tay trỏ, bàn tay trái, như bị rắn độc cắn. Anh ta vội nắm chặt ngón tay bị thương, hãm cho máu độc khỏi chạy về tim, và thấy một con bò cạp đen thui, đang chui vào lỗ nứt dưới đất. Biết bị bò cạp chích, anh ta vội vàng, giằng con dao trong tay người bạn, kê ngay ngón tay bị chích lên hòn đá, chặt một nhát. Chẳng may khi đó, mắt đã bắt đầu hoa, anh ta chỉ chặt được có một đốt, liền ngay bên bết cắn, nên cái cảm giác buốt nhói vẫn còn. Anh ta phải chặt lại nhát thứ hai, cụt luôn hai đốt còn lại, rồi loạn choạng ngã xuống đất, miệng la rầm rĩ, tay vẫn bịt chặt vết thương cho khỏi mất nhiều máu. Mấy người bạn tù xúm vào nhấc anh lên và kiếm lá dịt vết thương cho cầm máu. Ấy vậy mà cũng phải gần 2 tháng, vết thương mới lên da non. Nọc bò cạp độc đến nỗi chỉ một lúc sau, đốt cháy, bị chặt đen thui lại. Đến quá trưa hôm sau bắt đầu thối, anh ta đào một lỗ nhỏ chôn mấy đốt ngón tay. Khi đó anh ta buồn bã một cách kỳ cục và có cảm tưởng như đang đào huyệt để tự chôn mình. Theo thể lệ mới, công tác làm củi nặng nề hơn trước nhiều. Ngoài 2 bó củi tù nhân phải gánh về, còn phải chặt thêm 2 gánh củi nữa, xếp ngay ngắn bên những đống của người khác, để tù nhân khác sẽ đến gánh về trại. Như thế luôn luôn có một số lượng củi đã làm sẵn xếp trong rừng, cho thi hành công tác làm củi theo tiêu chuẩn mới anh định lại. Nhà cầm quyền cộng sản nhằm 2 mục đích.
Thứ nhất, sử dụng hết mức sức lao động của tù nhân. Thứ hai, đày đọa tù nhân cho mau chết, đặc loại bớt một số phần tử không có lợi hoặc có hại cho xã hội chủ nghĩa. Vì tiêu chuẩn đặt ra cao hơn trước nhiều, nên khi vào tới rừng rồi, người nào người nấy hăm hở bắt tay vào việc ngay, chỉ sợ không đủ làm kịp số lượng bắt buộc. Toàn cùng ba người đồng toán chung sức làm một cây như mọi lần. Trời tuy rất lạnh nhưng làm củi chừng một tiếng đồng hồ, người nào người nấy lột bỏ áo, buộc hai tay áo trên cổ, thân áo để lòa xòa trên lưng, ướt đẫm mồ hôi. Riêng Toàn bị yếu phổi và chớm bị bệnh hen nên vẫn mặc áo trong lúc làm. Tuy anh cho đó là một sự phí phạm tai hại. Chợt nhớ đến tù nhân 125 chết mấy hôm trước, Toàn ngừng tay dao hỏi người bạn cùng toán, này, không biết xác của 125 ra bãi lúc nào nhỉ? Sau bữa cơm một tiếng đồng hồ, khi ban quản trị đã xóa tên, cho chạy giấy xuống đem chôn ngoài bãi. Tội nghiệp, lúc chôn 125 có được mặc quần áo đâu. Nghe đâu chỉ có cái quần đùi rách, còn cái áo khoác thì tuy cũng rách nhưng bị ai lột từ bao giờ. Toàn hiểu ý câu nói của người bạn. Anh hỏi qua mục khác, thế có được quấn manh chiếu không? Người bạn lắc đầu, lúc này chiếu khan lắm, trong trại thiếu nhiều chiếu, nên ban quản trị cho bó qua loa bằng bao khói cũ rồi cho khiêng xác 125 ra bãi chôn. Ngừng lại nhìn trước nhìn sau, người tù nọ hạ thấp giọng. Nghe nói lúc bỏ xác xuống hố, miệng 125 bỗng ứa ra nhiều máu tươi. Không biết anh ta còn uất ức điều chi vậy. Thấy đầu trâu múa roi mà tôi mất vía vì sợ. 125 uất ức đầu trâu chứ còn uất ức ai nữa. Anh em có tranh giành nhau chẳng qua vì đói, trong tâm vẫn thương xót nhau chứ đâu có thù ghét gì. Bỗng anh chàng nọ bỏ dao xuống, lật đật cởi hai tay áo buộc trên cổ, ngắm nghía tìm tòi nói một mình, trời ơi, rận cắn ngứa quá, bị bệnh cháy rận thì bỏ mẹ. Anh ta vừa lột áo ra cầm tay, Toàn đã rợn da gà khắp mình, trên lưng áo những con rận bò chi chít như kiến, mỗi lúc một nhiều. Tù làm việc nặng, nhiệt năng trong cơ thể bốc lên, rận gặp hơi ấm bò lổm ngổm đi kiếm ăn. Vấn đề rận rệp và giòi ở các vết thương lở loét lâu ngày của tù nhân là một vấn đề nan giải, vì nơi đâu có tù là có những thứ chết tiệt đó. Lâu ngày tù cũng quen đi, ít bận tâm, chỉ những lúc rảnh rỗi mới phát động chiến dịch, tổng tấn công rận và rệp. Người nào chẳng may mắc vòng lao lý, đặc biệt là tù nhân trại giam cộng sản, đều hiểu thế nào là rệp, giòi và rận, nhất là rận. Vì lý do thiếu vệ sinh chung nên chỉ nằm một lúc trong trại giam là có rận, dù trước đó trong người không có một con. Rận truyền từ người nọ sang người kia bằng đủ mọi cách, nhưng có một cách nhiều người không biết là rận di chuyển nhờ hơi gió. Một cơn gió thổi lướt qua đủ để cả chục con rận đực, rận cái lợi dụng cánh gió bay sang người khác để sinh sôi nảy nở. Vả lại mặt khác, cả trại đầm đùn chỉ có một cái ao hàng ngày, 700-800 người tắm rửa giặt rũ, làm sao tránh được nạn rận cháy. Rận nổi lềnh bềnh trên mặt ao ngoi ngóp chờ những người sau đến giặt, là bám vào quần áo giặt của họ. Vì thế một trong những công việc chính và cần thiết cho tù lúc rảnh rỗi là ngồi ngoài nắng bắt rận. Buổi tối trước khi đi ngủ, tù nhân nằm trong bóng đêm, đưa tay lần áo trong rờ rờ các nếp áo cũng bắt được rận như thường. Nhưng bắt rận một cách thiếu khoa học như thế cũng coi như chẳng có kết quả gì, nên tù nhân truyền cho nhau nhiều cách bắt rận. Tụ trung có mấy phương pháp chính tùy hoàn cảnh áp dụng. Thứ nhất là dùng nước sôi ngâm quần áo cho chết rận và trứng. Thứ hai là giết rận bằng máy. Thứ ba là dùng sâu bọ cho chúng bắt rận thay người. Phương pháp đầu rất hiệu nghiệm, nhưng tù nhân không có điều kiện thực hiện. Trong trại giam cộng sản, người tù nào được quyền có nồi nước sôi ngâm quần áo, trong khi một ấm nước đun sôi để uống cũng không thể có, không bao giờ có. Theo phương pháp thứ hai, người tù trải quần áo lên trên một mặt phẳng và rắn như mặt bể nước bằng xi măng hay mặt sàn gạch, rồi dùng một cái chai lăn mạnh lên trên quần áo để giết rận. Phương pháp này giết mau nhưng không giết chết, vì rận khôn không kém người. Thấy nguy là chúng chui và ẩn núp giữa những khe nếp áo hoặc những đường khâu dày, sức cán của chai không ảnh hưởng tới chúng. Như thế phương pháp thứ hai cũng chỉ có hiệu quả phần nào thôi. Còn phương pháp thứ ba, Toàn có nghe nói nhưng chưa có dịp áp dụng. Hai tù nhân mới tới trại mấy bữa nay nhập toán do Toàn làm trưởng,
Cả hai đang bị rận cắn đỏ mẫn cả người cả cổ, luôn luôn thò tay vào trong áo gãi lấy gãi để, mặt nhăn nhó như nhà khó ăn gừng. Cả hai nhất tề cởi trần, phơi áo trên một tảng đá có ánh nắng rọi tới, dùng ánh sáng buộc rận ra khỏi các hầm trú ẩn của chúng. Toàn bỗng thấy ngứa ngáy khắp người như hàng trăm con rận cắn anh một lúc. Sự thật hơi nóng trong người khiến rận bị kích thích, bò lung tung gây cho anh cảm giác đó. Anh bèn cởi khuy áo cho bớt nực, rồi quay nhìn hai người tù mới làm việc gần đó. Hiển nhiên hai người này đã có nhiều kinh nghiệm ở trại giam, nên dù mới nhập trại, đã dám sung phong đi rừng làm củi, không bỡ ngỡ chút nào. Nhưng trong hai người, một người có vẻ trí óc, còn người kia khỏe mạnh hơn, làm đến đâu gọn gàng đến đấy, rõ ràng là một tay lao động chuyên nghiệp. Số lượng củi anh ta làm ra tới lúc này coi đã bộn, ngổn ngang một đồng. Toàn so sánh với đống củi của mình, thầm phục trại viên kia làm giỏi thật sự. Mặt trời đã gần đứng bóng, ánh nắng một ngày đầu xuân ấm áp tưng bừng, sao động trên ngọn cây, nhảy múa trên bãi cỏ, lấp loáng trên những tảng núi đá rải rác đây đó. Cơn mưa phùn lúc sáng sớm đã tạnh hẳn, khi mọi người vượt được già nửa quãng đường vào rừng, mấy người tù ngước trông bầu trời mưa phùn trong sương muối và nghe thoảng hơi gió nồm, đã đoán rằng ngày hôm nay trời sẽ nắng ấm. Vậy mà đúng quá, kinh nghiệm về thời tiết của người tù bị khổ sai nơi nước độc thật là kinh nghiệm xương máu. Toàn bỗng thấy đói bụng. Anh sợ nhất thời giờ gần trưa là lúc anh bị cơn đói hành hạ. Gần nửa năm mà anh chưa quen được với cơn đói buổi trưa, nhất là khi vào rừng làm củi. Những lúc đó mặt anh thường nhợt nhạt, mồ hôi vã ra cùng mình. Toàn lại leo lên ngọn cây đã chặt gần trụi hết cành, xách luôn cả con dao theo, làm như sắp chặt thêm nếu thấy giám thị hay lính cảnh vệ theo dõi việc làm. Đứng trên cao, anh đưa mắt quan sát một vòng. Hai chú cảnh vệ đã mỏi lưng và chán ngán công việc buồn tẻ của tù nhân, dựng súng một bên và chăm chú đánh cờ. Giây lát mới ngẩng đầu lên ngó chừng tù, còn giám thị kè kè khẩu súng bên hông, thong thả đi từ nơi này đến nơi khác, kiểm soát công việc của từng toán. Tiếng rìu chặt chan chát vào thân cây, lúc mau lúc thưa, dội vào tận các vách đá, thỉnh thoảng có tiếng la báo hiệu, rồi thân cây đổ rầm rầm. Đứng trên cây cao, Toàn thấy mấy thửa ruộng bỏ hoang sau vách đá. Trong năm nơi đây là mấy ruộng mía rậm rạp xanh tươi. Mạnh và Tuyên đã lẻn đến ăn trộm mía như những kẻ chết khát. Nghe họ kể lại, Toàn chảy nước miếng vì thèm. Toàn đảo mắt nhìn kỹ lại lần nữa, không một ruộng khoai, ruộng cà, ruộng sắn. Nghĩa là không có một thứ gì ăn được. Để an ủi, Toàn lẩm bẩm, thôi, càng đỡ nguy hiểm. Tù luôn luôn nhớ ăn trộm hoa màu của nhân dân là một tội rất nặng, sẽ bị cùm nhốt xà lim liền và rất có thể bị phong vương. Hình phạt phong vương thật khủng khiếp. Từ trước đến nay bị tội này, chỉ có một tù nhân sống sót không hiểu vì lẽ gì. Danh tính tù nhân đó được ghi vào niên giám với lời cước chú cần thiết để ban quản trị có tài liệu nghiên cứu thêm về tính cách hữu hiệu của hình phạt và sức chịu đựng của tù. Nhưng anh trộm hoa màu vô chủ cũng bị kết tội không kém nặng nề. Vì nếu vô chủ, hoa màu đó thuộc quyền sở hữu của nhà nước và là tài sản quốc gia, mà ăn trộm tài sản quốc gia là kẻ phá hoại chế độ. Toàn bất giác lạnh người vì sợ, tưởng tượng rằng nếu lát nữa đây trong giờ nghỉ trưa có tìm thấy một trái mít rừng, anh cũng đành lắc đầu từ chối, không dám sờ tới, sợ mất mạng. Toàn nghĩ thế, nên bao nhiêu sinh lực trong người như toát thành hơi, bay đi hết. Anh chán nản leo xuống tiếp tục tính toán thầm, số lượng củi đã chặt được, luôn luôn anh lo sợ, không kịp đạt đúng tiêu chuẩn. Một hồi còi ré lên, lệnh tạm nghỉ một tiếng đồng hồ được thông báo cho toàn thể tù nhân xa gần. Mọi người xếp dọn dụng cụ nghỉ mệt một lát, lấy sức, đặng làm cho xong trước khi gánh một phần củi về trại. Toàn còn đương lom khom thu xếp. Tù mới 982 bước lại gần thì thầm. Hay quá, anh trưởng toán à. Toàn chưa kịp hỏi, 982 đã mừng rỡ hí hửng. Tôi vừa kiếm được một thứ rất có ích cho anh em chạy viên. Toàn ngạc nhiên, đoán chừng là một thứ cây quả hay lá gì có thể ăn được. Nước miếng liền ứa ra đầy miệng, nhưng Toàn vẫn dè dặt. Cái gì thế bạn? 982 chỉ bụi tre mọc bên vách đá, rồi nói may quá, tôi tìm thấy một ổ kiến bò nhọt. Đang đói, Toàn liên tưởng đến tổ ong và mật ong.
Tưởng tổ kiến này là thứ ăn được cho đỡ đói đã mừng. Tuy vậy, anh vẫn làm bộ hỏi. Để làm chi vậy? 982 thản nhiên, để bắt rận. Toàn vừa lạ lùng vừa chán nản, vì anh lại đói cào, đói cấu, ngơ ngác hỏi như người mất hồn. Có ăn được không? 982 bật cười. Mình không ăn được kiến bò nhọt, nhưng nó ăn được mình. Toàn chán phè, lơ đãng nhìn đây đó, hai tay bóp bụng. 982 nói đúng một phần. Kiến bò nhọt là một loại kiến dữ tợn, thường để lại kỷ niệm khó quên cho những người chẳng may bị nó đốt. Loài kiến này thường kiếm ăn trong đám cỏ bên vệ ao, nên nhiều thợ câu đánh rớt luôn cần câu xuống ao vì bị bò nhọt đốt. Kiến bò nhọt mình lớn bằng hai hạt thóc màu đen lợt, cẳng cao, chạy rất nhanh. Đặc biệt là lúc nào cũng đi kiếm ăn một cách hăm hở dữ tợn, sẵn sàng tấn công con mồi hay địch thủ. Nọc kiến rất độc, cho ta một cảm giác buốt như kim châm, kéo dài 1-2 phút đồng hồ không hết. Nhiều khi nọc làm sưng tấy cả ngón tay, không kém gì nọc ong. Toàn sực nghĩ ra một trước để quên đói, tiếp tục nói chuyện với 982 về kiến bò nhọt. Sau nữa đó cũng là một kinh nghiệm có khi cần đến. Ở tù kinh nghiệm nào cũng có thể cần đến và có thể hữu ích. Anh chậm rãi hỏi 982, kiến bò nhọt ở đâu? Làm thế nào để chúng bắt rận? 981 dẫn Toàn lại gần bụi tre. Trên một đốt tre ở lưng chừng cao có một tổ kiến to phình dính vào thân cây. Nhiều con kiến to cẳng cao chạy đi chạy lại hăm hở dữ tợn, tha những thức ăn lớn gấp 5 thân hình, chạy rất nhanh. 982 quan sát một lát, ấn định một kế hoạch rồi quay sang bảo Toàn. Tôi sẽ bắt đàn kiến này về trại để chúng bắt rận cho anh em mình. Chỉ chúng mới bắt hết rận, trứng rận và cả rệp ở quần áo nữa. Đấy rồi anh trưởng toán coi tôi nói có đúng không. 982 nghĩ giây lát nói tiếp, tôi bắt một phần đàn kiến này nhốt trong ống tre là đủ rồi. Nói xong, 982 đi vòng ra phía sau bụi tre, lựa một khúc tre vừa lớn bằng chai la ve, chặt một gióng cả đốt, rồi ngắt một nắm lá vo tròn lại, lấy nhợ buộc chặt làm ở nút. Ống tre dùng để nhốt kiến và nút đậy kín ống. Về trại, 982 sẽ thả kiến bò nhọt vào giữa bọc quần áo của mình, của anh em khác để kiến làm việc, rồi kiếm một vuông vải rộng bao kín quần áo, không cho bò nhọt chui ra ngoài. Bò nhọt còn là một giống kiến tham ăn và ăn rất phũ, đánh hơi thấy mùi lạ tanh tưởi ngọt ngào hay hôi hám như rận, cháy và rệp. Bò nhọt sẽ tấn công như điên. Chỉ trong vòng một đêm, chúng sẽ cắn chết hết rận, trứng rận trong quần áo. Bò nhọt sẽ tàn sát hết những khi tha mồi về một nơi mà chúng làm kho chứa. Khi đó chỉ cần đem bọc quần áo đá tạo thanh ra sân, rũ cho sạch kiến, xác rận và trứng rận. Toàn nghe xong hoan nghênh việc làm của 982, nhưng nói thêm, nếu bò nhọt tảo thanh rệp, chúng sẽ tảo thanh luôn anh em trong trại, sợ rằng anh em khó chịu nổi nọc của một chú bò nhọt. Không ai ngờ kiến bò nhọt cũng ghét tù, cũng gieo tai họa cho tù. Nói một cách tổng quát, không nơi đâu kinh nghiệm được phổ biến cấp tốc như trong tù. Những người tù tự xưng như cùng một giai cấp bị trị, phải chịu đựng sự trừng phạt của một giai cấp khác, là giai cấp thống trị. Vì thế, trừ lý do đặc biệt, họ đối xử với nhau rất tận tình, thương yêu nhau, chỉ dạy lẫn nhau những kinh nghiệm ngục tù, những kinh nghiệm về tra tấn để làm giảm bớt cho nhau đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. Vì thế, sau trận đòn tra tấn, có tù nhân bò về đến phòng giam hay xà lim của mình, sống dở chết dở, cũng cố lấy hết sức tàn, thì thầm vào tai kẻ cùng đến lượt, lên phòng lấy cung, chịu thử thách. Mấy lời dặn dò hay mách nước trước, rồi mới chịu ngã xuống mê man bất tỉnh. Trong hoàn cảnh eo hẹp của nhà tù, kinh nghiệm nào cũng thật quý giá. Một vài loại lá cây có dược tính chữa đòn, chữa thương, thường được tù nhân hái lúc lao tác trong rừng, cất đi dự phòng cho những trường hợp cần dùng. Muối, nước tiểu, giấy tai, bôi lên chữa đinh râu, giấy vỏ bao diêm, nơi có diêm sinh, thuốc lào và nước điếu thuốc lào chữa ghẻ hờm, đều được sử dụng hợp thời, hợp bệnh. Rồi thậm chí cả đến cách thức chữa thương, chữa gân, khớp xương, chữa đòn bị tra tấn cũng được truyền dạy cho nhau, chẳng khác chi những phương thuốc ngoại khoa hay gia truyền. Trong trại giam thiếu gì tù nhân chết vì bệnh cháy rận, nên cách diệt trừ cháy rận cho hiệu quả rất cần thiết. Vì vậy không ai lấy làm lạ khi họ truyền cho nhau cách thức giết rận bằng kiến bò nhọt. Tổng tấn công cháy rận bằng kiến bò nhọt rất có hiệu quả, nhưng muốn bắt kiến bò nhọt, người tù phải chờ dịp thuận tiện.
Loại kiến này rất thích chất béo. Người ta bỏ miếng mỡ vào trong lòng ống tre, rồi đặt bên ổ kiến bò nhọt. Đánh hơi thấy mùi mỡ, kiến từ trong ổ kéo ra ồn ồn chui vào ống tha mồi. Khi chúng đã chui vào khá nhiều, người tù dùng lá hoặc một khúc cây nút thật kín ống tre, nhốt đàn kiến bò nhọt bên trong đem về. Bữa đó, 982 lùng bắt một con thằn lằn trong bụi cây, ngắt đuôi đập dập ra làm mồi nhử kiến. Đuôi thằn lằn cũng như đuôi các kè là bộ phận nhiều mỡ nhất trong cơ thể, dùng để nhử bò nhọt rất hiệu quả. Theo dõi từ đầu vụ bắt kiến bò nhọt, Toàn thấy cũng hay hay. 982 nút chặt ống tre đựng kiến, rồi dựng bên một tảng đá cạnh nơi anh ta đặt đồ nghề với chiếc nón lá gối mang từ Việt Bắc về. Lúc đó mọi người còn ngồi nghỉ tản mát dưới bóng cây hay dựa lưng vào vách đá thiêu thiêu ngủ. Hai tên cảnh vệ đã ngưng đánh cờ, mỗi tên quay nhìn một phía canh tù. Giám thị leo lên ngồi trên một tảng đá cao hơn đầu người, phì phèo điếu thuốc lá một cách kinh kiệu đáng ghét. Làn khói thơm phức thoảng lan rộng, nhiều anh tù thèm chảy dãi, liếc trộm hoài. Toàn không thèm thuốc lá nhưng đói. Trong thời gian bị tù, anh vẫn bị thói quen ăn bữa trưa dằn vặt, bụng đói như cào và sôi òm ọp. Cách cả thước cũng nghe sấm động trong bụng. Để quên đói, anh bước sâu vào sau vách núi vài chục bước, làm như cần tống các chất thừa trong bụng ra ngoài. Sự thật, anh đói meo vì có gì trong bụng đâu. Đã có lần làm củi rồi đói quá, Toàn nghĩ lẩn thẩn phì cười một mình. Giá mà cứ một tuần lễ đi cầu một lần, có lẽ bụng cũng bớt trống rỗng. Sau đó anh suy nghĩ rồi tự nhiếc mắng thầm. Tinh thần mình sa sút quá, không chừng cảnh khổ trong trại giam làm mình mất trí, lẩn thẩn, rồi trở nên điên khùng cũng nên. Toàn bỗng đứng khựng lại, có tiếng sột soạt rất khẽ trên cành cây, chỉ những người quen làm việc trong rừng mới nhận thấy. Rồi ngay phía trên đỉnh đầu anh, có tiếng kêu của các kè như là tiếng kêu thất thanh đặc biệt sợ hãi. Nhờ trực giác bén nhạy, Toàn lật đật nhảy lùi lại dăm bước, đề phòng rồi ngẩng lên nhìn nơi phát ra các kè. Thì ra trên cành cây đang xảy ra một vụ xung đột giữa một con các kè và một con rắn đen dài tới hơn một thước. Con các kè khá lớn, mình bằng cổ tay đứa nhỏ, đang chống cự một cách tuyệt vọng với con rắn đen. Con rắn quấn mình vào cành cây, tuồn dần đến trước con các kè, chụp lấy địch thủ. Con các kè nhảy thoát sang cành kế bên, kêu rời rạc vài tiếng rồi rơi xuống đất. Con rắn tấn công trượt cũng rớt theo, bỏ mồi, bò vào bụi rậm. Con các kè ngất ngư loạn choạng giây lát rồi chạy về phía có vách đá. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc, Toàn quơ lẹ một cành cây đập trúng con các kè, khiến nó nảy lên, toàn thân run bần bật, rồi nằm ngay đơ. Toàn đè cành cây lên đầu các kè nhìn quanh, đề phòng con rắn đen quay lại. Không thấy gì, anh ta đập thêm một roi lên mình các kè, rồi lật nó nằm ngửa trên mặt đất. Đánh được rồi phải không? Hay quá! 982 mừng rỡ nói tiếp, ngon lắm, béo lắm, thịt nó lại còn chữa được bệnh nữa đấy. Toàn tò mò hỏi chữa bệnh gì, mà thịt nó ăn có độc không? Toàn vốn nhát và chưa ăn thịt các kè lần nào. Anh chỉ thấy người ta ngâm các kè trong rượu thuốc, chứ chưa thấy ăn thịt bao giờ. Chữa bệnh hen chứ còn bệnh gì nữa? Toàn mừng quính nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Anh chớm mắc bệnh hen từ tháng nay. Nếu đúng như vậy, thật là dịp may hiếm có. Anh đã ăn thịt các kè lần nào chưa? Nhiều lần rồi. Ăn bao giờ? Mấy tháng trước khi còn ở Việt Bắc. Ngon lắm, bổ lắm. Toàn thân mật cười hỏi. Biết làm thịt không? Biết. Toàn ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Trong cơ thể các kè có bộ phận nào độc? Ăn nguy hiểm chết người như gan cóc không? Không. Vả lại, cóc còn ăn được, huống hồ là các kè. Nghĩ đến cóc, Toàn lại sợ mất hết nhuệ khí. Nhưng khi anh nhớ trước đây tù nhân Pháp đã nướng cóc ăn vì đói quá mà không nghe nói có người chết, thì ăn thịt các kè chắc cũng không sao. 982 ngó quanh giây lát rồi hỏi, có còn thì giờ không? Được nghỉ bao nhiêu lâu nữa anh trưởng toán? Chừng 20 phút nữa là nhiều, có thể kịp làm thịt các kè đó. Nói rồi 982 bảo Toàn cầm dao, trong khi y lật đật vun lá khô và ít cành cây để nhúng lửa. 982 rạch một đường dao từ trán các kè xuống đến khấu đuôi, rồi lột như lột da ếch rất gọn gàng. Thịt các kè hồng lợt như thịt ếch, Toàn thấy mà thèm. Rồi 982 mổ bụng con bật, moi hết ruột gan ra liệng bỏ, dùng hai ngón tay nắn khúc đuôi, rồi nhìn Toàn gật gù nói, môi bĩu dài ra, béo quá, mỡ không.
Sau khi chặt mõm các kè và bốn chân, 982 dùng một cây que nhỏ xiên qua mình con vật. Đưa đi đưa lại nướng trên ngọn lửa nổ lách tách, 982 hỏi Toàn, có khói, giám thị trông thấy có sao không anh? Toàn suy nghĩ ngập ngừng, thôi để xin phép giám thị cho chắc chắn. Vừa đi được mấy bước đã nghe một hồi còi ré lên, hết giờ nghỉ. Anh thở dài quay lại, thẫn thờ bảo 982, hết giờ, dập tắt lửa đi, trở lại làm việc. 982 gập đôi con cắc kè giấu trong nón lá, lấy mấy chiếc lá đậy thật kín. Mọi người hăm hở tiếp tục công việc, tiếng chặt cây vang dội, tiếng hò kéo đổ cây khiến khu rừng náo nhiệt trở lại. Mấy người trong toán của Toàn bàn nhau xếp số củi thước đã chặt trước khi sửa soạn từng bó cho mỗi người gánh về. Đầu óc Toàn vẫn vẩn vơ nghĩ đến con cắc kè. Anh luôn miệng tiếc rẻ, chỉ sớm 15 phút nữa, anh và 982 đã đủ thì giờ nướng chín con cắc kè. Nếu không tiện ăn ngay thì mang về trại. Đến bữa ăn đem thịt cắc kè béo ngậy thơm phức ra, chấm với muối ớt thì ngon quên chết. Tiếc quá, Toàn lại càng thấy đói. Ao ước lát nữa đây trên con đường về dài 10 cây mấy số, kiếm trộm được trái cây, gì bỏ vào miệng thì sướng quá. Cái gì chớ ăn lén giám thị, tù có cả trăm mánh khác nhau. Đã có lần Toàn ăn hết nửa củ khoai sống trong khi ngụp lặn dưới nước. Nghĩ đến bữa cơm chiều hôm nay có chất thịt cắc kè vừa béo lại vừa chữa được bệnh hen, Toàn đã thấy ngon miệng quá chừng. Cảnh vệ xách súng đi đi lại lại ngó đám này trông chừng đám kia. Toàn nhìn mặt trời để đoán giờ giấc, phía xa trên lưng chừng sườn núi đã có sương mù loáng thoáng. Trời sắp về chiều, mấy căn nhà sàn ở chân núi xa xa lẫn trong sương hồi nào. Toàn khẽ hối anh em, sắp tới giờ rồi anh em nhanh tay lên cho kịp. Năm người đã xếp xong số củi thước lưu lại trong rừng theo tiêu chuẩn mới của trại giam và bắt đầu bó gánh củi lại từng bó, đường kính 2 gang tay. Một người chạy đi chạy lại, nhặt thêm dây leo và mây buộc củi. Toàn lựa 5 cành cây thẳng và vừa cỡ làm đòn gánh cho cả bọn. Ai nấy đều nhanh chân nhanh tay cho kịp. Công việc nhộn nhịp hẳn lên. Những dây củi được xếp thành một hàng dài sát với vách núi. Đống nọ cách đống kia một khe nhỏ làm giới hạn cho mỗi toán. Giám thị lần lượt kiểm soát kết quả công việc của tù nhân. Bữa nay có mấy đống củi không hợp lệ. Trưởng toán cùng toán viên phải làm gấp, xếp thêm 1-2 lượt củi nữa trên đống củi cho đủ. Cố nhiên trưởng toán cùng 3 toán viên làm không đúng thể lệ, bị ghi tên vào sổ đen. 3 lần thiếu thiện chí trong công việc sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo đề nghị của giám thị và quyết định của ban quản trị trại. Giám thị cầm cây roi vừa đi vừa gõ lên những đống củi mà y cho là hợp lệ. Toàn hồi hộp chờ cho hắn gõ một cái vào đống củi của toán anh, rồi mới quay lại liếc nhìn mấy người trong toán đang bó củi gánh mà tủm tỉm cười. Thế là xong một phần công tác. Phần thứ hai nặng nhọc và dai dẳng hơn khiến nhiều tù nhân bị gục vì mệt và đói, nhất là đói, đó là gánh 50 ký củi trên quãng đường 14-15 cây số. Không có thì giờ nói chuyện vì ai cũng chăm chú làm cho mau rồi, những bó củi được xếp dựng đứng, có dây nâu hay dây mây buộc chặt 2 đầu và giữa bó. Mỗi người tù có 1 cành cây thẳng 2 đầu vạt nhọn dùng làm đòn gánh. Họ dùng sức xiên thẳng cây đòn ngập vào 2 bó củi, gánh thử ước lượng nặng nhẹ thăng bằng, rồi đặt xuống đất chờ lệnh của giám thị là lên đường về trại. Gió lạnh từ trong núi đá bắt đầu thổi ra ào ào, mưa xuân ngớt từ hồi sáng lại răng răng mờ mịt xóa nhòa hết các ngọn cây cao. Ngọn núi sau rừng biến mất trong làn mưa bụi. Con đường đất đỏ sắp phải đi qua trở nên ướt át và trơn láng. Trong con đường về, anh nào anh nấy đều ngán thầm. Toán của Toàn đã chuẩn bị đâu vào đấy. Từ nãy chỉ còn chờ lệnh của giám thị là lên đường. Những cành lá rơi rớt rải rác và những mẫu cây vụn vặt được thu vào một đống cho gọn gàng sạch sẽ. Tù gọi công việc đó là thu dọn chiến trường. Toàn đã dùng lá bọc kín con cắc kè buộc lại rồi trịnh trọng treo vào đòn gánh. Chiều nay có miếng thịt thì sướng thần khẩu biết chừng nào. Từ lúc 982 nói thịt cắc kè béo ngậy, 2 phẩm từ này cứ xoáy vào óc Toàn. Đã lâu lắm từ ngày bị đưa vào trại giam Đầm Đùn, Toàn chưa được thưởng thức một miếng thịt nào béo ngậy. Thèm thật là thèm. Toàn nuốt ừng ực nước miếng, ứ đầy miệng hoài. 982 lại gần Toàn thì thầm. Coi chừng nhé, coi chừng cái gì? Cột cẩn thận, coi chừng lúng túng lại rớt mất thì tiếc lắm đó. Toàn tủm tỉm cười,
liếc nhìn gói lá bọc con cắt kè treo lủng lẳng ở đòn gánh, trả lời vẻ hóm hỉnh: kiến trong miệng chén còn bỏ đi đâu, có rớt vào miệng thì có. 982 cười vơ vẩn: biết đâu đó. Một hồi còi ré lên, đó là lệnh lên đường trở về trại của giám thị. Đám đông ào ào chuyển động, rồi tiếng đòn cây xiên sần sật vào bó củi, tiếng gọi nhau, tiếng nói xì xào, tiếng bước chân, tiếng nguyền rủa gánh nặng, phàn nàn trời mưa. Nhưng tại hàng cuối cùng của đoàn tù gánh củi, bỗng có mấy tiếng nói lớn vượt hẳn hơn, tiếng xì xào chung. Toàn vẫn giữ gánh củi trên vai, quay lại ngó, đã có mấy người hạ gánh xuống, vây quanh và cúi ngó vật gì trên mặt đất mà Toàn nhìn không thấy, đoán không ra. Giám thị xăm xăm chạy lại, mặt bừng bừng sát khí, như mỗi khi y không vừa ý. Đám đông giãn ra và nứt ra một lối để giám thị bước vào. Toàn hạ gánh xuống tò mò lại gần. Thì ra có hai người té xỉu, một người đang cố đứng lên nhưng không nổi, mặt xanh mét như trúng gió, còn người kia mồ hôi vã ra đầy mặt, đã ngồi lên được và đang lau mồ hôi bằng một mảnh rẻ rách, mệt nhọc như người ốm nặng. Toàn thầm nghĩ không hiểu trại viên này sẽ làm thế nào đặng bò về trại với gánh củi 50kg trên vai. Nếu lâm cảnh này, Toàn cầm chắc cái chết. Giám thị bỗng nổi giận, chỉ ngọn roi vào mặt một trong hai người đang nhăn nhó và quát: thằng kia, có đứng lên không? Dạ, dạ. Người này lại quệt mồ hôi trên mặt, chống tay xuống đất lấy sức cố đứng nhổm lên. Đứng được rồi, y mới bước tới gần gánh củi, bỗng lại dừng, đầu chúi xuống dây lát. Thốt nhiên y chạy quanh gánh củi mấy vòng mà không té, chẳng khác con gà bị liệng gạch trúng đầu, choáng óc chạy vòng vòng quanh sân. Sau cùng y vịn vào một người gần đó, ráng đứng ngay ngắn. Giám thị cũng ngạc nhiên chưa kịp la, y đã chậm rãi nói sau một hơi thở thật dài: những khi quá mệt tôi thường bị động kinh. Giám thị không cần biết lý do đã khiến tù nhân bị té xỉu quát lớn: muốn gánh củi về trại hay muốn nằm ngủ luôn trong rừng? Ngủ luôn có nghĩa là ngủ một giấc vĩnh viễn. Người tù sợ quá, chắp hai tay lễ sống giám thị. Tên này lại mắng: thôi, vẫn chưa bỏ được những cử chỉ phong kiến, lạc hậu. Người thứ hai cũng đã gắng gượng đứng lên. Anh ta nhăn nhó ôm bụng, rồi trong lúc mọi người không ngờ, anh ta nhìn quanh quất như tìm kiếm vật gì, rồi chạy lại bên vách đá. Nơi đây có một mô đất, cỏ non mọc mơn mởn nhờ mấy trận mưa xuân. Người tù xòe bàn tay ra, nắm lấy một búi cỏ, bứt lên một nắm ngọn cỏ xanh trong tay. Y ngần ngừ một giây, rồi nhét luôn nắm cỏ vào miệng, trệu trạo nhai, như ăn rau ghém. Lúc anh ta loạng choạng trở lại bên gánh củi, chỉ còn vài lá cỏ thò ra ở miệng, rồi thì nhai hết. Người tù đã đánh lừa được cơn đói và nhấc gánh lên vai như mọi người. Toàn ngây người nghĩ thầm chua chát. Tù nhân trở thành một loài ăn cỏ như trâu bò. Nhưng coi chừng, ăn cỏ là mất lập trường, vi phạm quan điểm của nhân dân, lại chết nữa. Anh lan man nghĩ trong khi vẫn đều đều bước theo người đi trước. Nếu người ăn cỏ mà sống được, may ra tù nhân cũng bớt đói. Đoàn gánh củi đi thành một hàng dài trên con đường ngoằn ngoèo, đưa họ trở về nơi có bữa cơm chiều. Đi được một thôi, Toàn nhận ra anh đã tụt xuống hàng cuối cùng. Anh đổi vai 3 lần và bắt đầu cảm thấy ê ẩm cả hai vai. Có khúc đường trơn như mỡ khiến anh suýt té nhiều lần. Gió thổi từng cơn dài trên quãng đường vắng mà anh không thấy lạnh. Hai bên trán còn xâm xấp mồ hôi. Đường càng đi càng trơn, Toàn tránh một vũng nước trượt chân một cái, chỉ kịp thấy thoáng một khoảng trời mờ mịt mưa bay, trắng xóa, thì đã nằm lanh cần trên vũng nước, gánh củi đổ nghiêng về một bên trên đám cỏ. Toàn chửi thề một câu tục tĩu, lóp ngóp bò dậy, cả lưng áo bị lấm bùn be bét. Anh cởi áo ra chùi lên ngọn cỏ ướt đẫm mưa xuân cho trôi bớt bùn và nước dơ. Sau đó anh dựng lại hai bó củi, xiên đòn gánh cho chắc chắn, lặng nhìn về phía trước, thấy con đường dài rằng rạc mà sợ. Mưa xuân vẫn không ngớt hạt, một làn bụi nước bay mờ mịt phía trước, Toàn chỉ còn thấy mấy chục người loáng thoáng đi trong mưa rơi. Toàn bỗng nhớ đến một bức tranh thủy mạc cổ của người Tàu treo tại phòng khách nhà anh ở Hải Dương. Trong 4 bức tranh có bức vẽ một người tiều phu gánh củi, lom khom bước trên tuyết. Đầu đội nón tu lờ, chung quanh là núi trắng xóa lềnh bềnh trong sương, vai gánh củi tay xách một con cá. Có lẽ anh tiều phu Trung Hoa bắt được trong khe suối, còn Toàn gánh củi đi trong mưa phùn và có con cắt kè treo ở đòn gánh. Toàn bất giác thở dài, chao ơi, không ngờ cái cảnh trong tưởng tượng của họa sĩ
lại là cái cảnh thực tế của anh bây giờ. Đúng, anh là người tiều phu trong tranh. Nếu vợ con anh tiều phu Toàn gặp anh lúc này, họ sẽ nghĩ sao? Toàn xốc gánh củi, đổi vai, rảo bước cho kịp Đoàn. Anh chăm chú nhìn mặt đất để tránh những chỗ trơn trượt dễ té. Cố lết mỗi thôi dài, mới chịu dừng lại đổi vai. Đến lúc ngẩng lên theo dõi đoàn người ở phía trước, anh đứng sững lại vì nghe có tiếng quát tháo om sòm tại một thửa ruộng, xanh ngắt mé tay mặt. Trên lề đường có tới 6-7 gánh củi dựng ngổn ngang mà không thấy người. Thì ra họ đã xuống hết đám ruộng xanh vừa nói. Toàn lật đật, đặt gánh chạy đến coi. Một cảnh tượng kỳ cục, quái gở, thảm thương. Một cái tức cười hiện ra. Giữa một thửa ruộng trồng su hào xanh ngắt, có 3 người tù nằm, ngồi ngã nghiêng. Người tù nằm không ngớt lăn lộn người dưới đất, vật vã hết bên trái lại qua bên phải, hai tay ôm bụng. Cứ giây lát lại há hốc mồm ra để ngáp. Còn hai người kia ngồi phệt, chân duỗi dài, hai tay chống trên mặt đất, cặp mắt trợn ngược, chỉ còn lòng trắng trông phát gớm, bụng căng phồng đưa lên đưa xuống, theo từng hơi thở rất dài. Cũng như người nằm dưới đất, chốc chốc hai người này há ngoác mồm ra để mửa mà không được, chỉ thấy nhớt dãi lòng thòng. Toàn thấy lá su hào liệng rải rác và cả chục gốc su hào còn dính đất, vất đây đó. 2-3 trái su hào đã nhổ lên rồi nhưng còn nguyên vẹn. Toàn thoáng suy nghĩ đoán ra ngay đầu đuôi câu chuyện, nhất là khi anh nhận diện được 2 trong 3 người. Khi nãy một người vì đói quá đã phải bứt cỏ bỏ vào miệng nhai và một người bị kinh vì quá mệt nên té xỉu. Giây phút này hai người đó đang ngoác mồm ra thở, từng hơi như cá ngáp chết, mắt trợn ngược như bị bóp cổ. Tên giám thị từ nãy không nói gì, chỉ nhìn một vẻ giận dữ, bỗng vụt túi bụi vào hai người mà mắng. Chúng bay đã xâm phạm hoa màu của nhân dân, ăn sống nuốt tươi cả chục củ su hào. Bây giờ chúng bay nằm ăn vạ ở đây hẳn. Quát xong, tên giám thị vụt tới tấp 50-60 roi vào mặt, vào cổ, vào lưng hai người. Lạ thay hai người này không phản ứng, cũng không lộ vẻ sợ sệt, chỉ ngoác rộng thêm miệng thở hổn hển, mắt mở trừng trừng mà không thấy lòng đen, trông càng thêm khiếp hãi. Trong khi đó người nằm lăn dưới đất bỗng cong rút người lại, mửa ra được một đống, khởi sự rên hừ hừ và càng thở mạnh, tuyệt nhiên không lưu ý đến sự việc đang xảy ra ở ngay kế bên. Toàn chứng kiến cảnh thảm thương từ nãy đến giờ, vừa sợ vừa tội nghiệp, lại vừa thương thân mình vô hạn. Qua hình ảnh đang phơi bày trước mắt, anh thấy cảnh ngộ của anh, cảnh ngộ chết đói, chết khát thường xuyên của tù nhân trại giam cộng sản. Toàn biết 3 người này khó lòng thoát chết vì bội thực, nhưng cái chết là phương tiện giải thoát cho họ. Trong cảnh đói khổ liên miên, chết là lối thoát vĩnh viễn, nhất là chết sau khi ăn một bữa thật no, thật nhiều. 3 người tù này đã phát giác ruộng su hào từ lượt đi, nên bàn nhau khi về sẽ lén xuống ruộng làm một bữa no nê phưỡn bụng cho đã thèm, rồi sau muốn ra sao thì ra, chết cũng được. Quả nhiên, ăn đầy chặt một bụng su hào sống, họ bị bội thực và đang chết no. Mặc cho giám thị đánh mỏi tay tét cả ngọn roi xong, họ chỉ lặng thinh trả lời bằng cách nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, há hốc miệng, thở dồn dập từng chập. Mưa phùn ướt đẫm mặt, họ cũng không vuốt cho bớt nước. Toàn lại gần giám thị xin phép được cứu chữa cho mấy người này. Anh nghĩ ra cách chữa cấp thờ cho người bội thực. Đang lúc tức giận, giám thị gật đầu cho phép, mặt y vẫn cau có dễ sợ. Toàn bảo mấy người đứng đó phụ anh xốc người bội thực qua một bãi đất phẳng phiu gần bên để anh làm cho họ mửa ra, cho bớt số lượng thức ăn trong dạ dày. Khi họ đã xốc nách người ăn cỏ qua bãi đất phẳng, Toàn nắm tay người này và quay cho chạy vòng quanh, nhưng chỉ ráng chạy được 2 vòng, anh ta loạng choạng té huỵch xuống đất, mửa ra một ít, rồi anh ta ngồi lên, trợn ngược mắt mà thở dồn dập như đứt hơi đến nơi, coi bộ khó lòng chịu nổi cơn bội thực. Toàn ghé vào tai người ăn cỏ và nói, cho tay vào miệng móc họng để mửa ra, ráng làm không thì nguy đó. Người đó ráng hết sức mới lắc đầu được vài cái, tiếp tục thở gấp một cách nặng nhọc hơn trước, bụng y thốt nhiên trương phình lên rõ rệt. Từ nãy giám thị vẫn lộ vẻ suy nghĩ gay go, nhìn về phía xa xa, thấy chỉ còn thấp thoáng vài người gánh chậm chạp đi sau cùng. Y bèn lạnh lùng ra lệnh, nếu 3 thằng kia không đứng lên gánh củi trở về, thì tao cho chúng bay nằm luôn cho được việc. Tao không có thì giờ chờ chúng bay tiêu hóa xong cả chục củ su hào ăn trộm. Rồi chỉ vào Toàn và mấy người đứng coi quát, mấy người này cũng ở lại đây luôn hả? Toàn và mấy người tù hoảng kinh thui thủi quay trở lại nơi đặt gánh,
thì thầm bên nhau, chắc chắn ba người đó đi đứt mất rồi, hết phương cứu chữa, nếu ở trong trại thì may ra. Rồi họ xốc gánh lên vai rảo bước, sau khi quay nhìn lần chót về phía ruộng su hào. Trời vẫn mưa phùn, cảnh vật về chiều thêm ảm đạm. Bóng tên giám thị đứng sừng sững trên bờ ruộng, Toàn tự hỏi không biết hắn đang làm gì. Sự thật, tên giám thị đang suy nghĩ lung lắm trước khi giải quyết. Y ngầm nhìn ba người tù bội thực lần cuối. Người tù nằm đang hấp hối sắp chết, song mắt còn mở ti hí như người buồn ngủ. Nước mưa đọng trên hàng mi mắt anh ta như giọt chanh. Còn hai người kia vẫn ngồi trong một dáng điệu kỳ cục, giây lát ngáp một cái, hai con mắt trắng dã mất hết lòng đen như lườm trời oán trách lần cuối. Trời cao bất công độc địa, bụng đã trương phồng lên khiến họ phải ngã người ra sau, gần té ngửa. Giám thị rút súng lục chĩa vào một người ngồi, kéo quy lát xanh sạch cho nghe tiếng rồi quát, lần chót có đứng lên không? Người nọ không nghe, hoặc nghe mà không thèm trả lời, chỉ ngáp một cái đùa giỡn. Với câu hăm dọa, giám thị lạnh lùng đến trước mặt người thứ hai, chĩa súng hỏi nhưng cũng vẫn không gây được sự sợ hãi như mọi lần. Y chẳng nói chẳng rằng bước tới trước mặt người thứ ba. Người này nằm yên, bụng thôi phập phồng vì đã hết thở. Giám thị nghĩ thầm, còn hai tên phải thanh toán. Đã tới giây phút chót, giám thị lật áo mấy người tù, thò tay vào túi áo họ, rờ khắp lưng quần rồi bĩu môi khinh bỉ. Mấy tên tù này không có đồ vật chi hết, thật đáng chết. Trong khi đó Toàn và mấy người tù gánh củi đang cố rảo bước để đuổi kịp bọn đi trước. Một người bỗng quay lại phía sau nhìn kỹ, rồi rút trong người ra một củ su hào còn nguyên cả lá. Anh ta đã lợi dụng lúc giám thị quay đi nhìn nơi khác, lượm vội một củ giấu trong áo mang đi theo. Lúc này anh ta mới lấy ra, bứt mấy cành lá cho người đi kế bên. Người này cho liền vào miệng nhai nhồm nhoàm. Chủ nhân củ su hào vừa gánh vừa cạp hai miếng nhai rau ráu, rồi chia cho Toàn. Toàn không nói không rằng, cạp luôn hai miếng thật lớn, rồi chuyển tay cho người thứ ba. Anh này làm luôn như hai người trước, truyền tay nhau được bốn lượt thì củ su hào không còn. Người thứ tư là người ăn miếng chót, trong bọn buột miệng khen. Mát ruột quá, chẳng trách ba người kia bội thực mà. Đúng lúc đó một tiếng nổ như tiếng pháo vẳng lên trong làn không khí ẩm ướt. Toàn lặng thinh đưa mắt cho ba người kia thở dài, một người chép miệng. Thế là xong. Họ rảo bước như để khỏi phải nghe thêm tiếng súng giết người. Nhưng tiếng nổ thứ hai lại vang lên. Không ai nói mà cùng nhau thở dài. Toàn sực nghĩ ra, bèn nhe răng cho người đi bên cạnh coi rồi hỏi, có dính răng không? Người nọ lắc đầu rồi cũng nhe răng nhờ bạn coi dùm. Bỗng Toàn hét lớn làm mọi người hoảng kinh. Thôi, chết tôi rồi! Rồi đặt gánh đứng sững lại. Con cắc kè đã rơi mất từ lúc nào? Toàn thẫn thờ chán nản như chưa bao giờ chán nản đến như thế. Anh đã có lần thua một canh bạc lớn cũng không thấy tiếc bằng đánh rớt một con cắc kè. Trời ơi, con cắc kè béo ngậy! Con cắc kè múp míp chất thịt béo bổ, chữa được bệnh hen rớt mất rồi. Từ đó về đến trại, Toàn như người câm người điếc, không nói không nghe một tiếng. Đầu óc anh chán nản, thân thể anh rã rời. Anh chỉ muốn chết phứt cho xong. Con cắc kè đã mất, cuộc đời anh coi như hết luôn. Về đến trại, sau khi xếp củi vào vựa, câu nói đầu tiên của Toàn là phàn nàn với 982 về vụ làm rớt con cắc kè. 982 nhìn anh để nhận định Toàn nói thiệt hay không rồi nói, nhất ẩm, nhất trác, dai do tiền định. Tôi đã dặn trước rồi mà vẫn không có giữ được. Chỉ có ổ kiến bò nhọt của tôi là còn nguyên. 982 xách ống tre nhốt ổ kiến, đặt khuất dưới chân giường. Hắn định tối nay trước khi đi ngủ sẽ thả kiến bắt rận trong quần áo của mình và của một số anh em muốn tẩy uế. Đợi sau buổi học tập lúc sửa soạn đi ngủ, hắn sẽ thông báo cho anh em sau. Ai ngờ trong trại giam cộng sản, thiện chí lại gây ra tai họa tày trời. Các bạn vừa nghe xong phần 5, Thiên Hoàng xin hẹn các bạn trong phần 6.